Hello. You were expecting someone else? Hello, hôm nay mình làm về con tướng mà mới được ra mắt khoảng như ngày hôm qua thì phải, nếu mình không nhớ không lầm. Hôm thứ năm ấy, đây là con Mighty Thor, hay Việt Nam gọi là Thor nữ, nhưng mà mình gọi tắt là Jane nha, tại vì đó là tên của Mighty Thor. Thì khi mà mình test về con Mighty Thor này, mình có một vài nhận xét về như sau về con Mighty Thor này. Thì mấy con tướng Mighty Thor này là một con tướng đi đường mid, nhưng mà nó không phải là một con tướng sốc đam, có nghĩa là các bạn dồn một vàng combo chưa chắc là đã chết được mấy con tướng vô lực đâu, mà nó là một con tướng đánh dạng spam skill. Nó nôm na giống như là nó đánh theo kiểu rất là nhiều nhịp và dùng skill liên tục. Thì nếu mà nhận xét về cái khả năng đánh của Mighty Thor thì mình thấy về chế độ farmland của Mighty Thor là ổn định nè, không quá nhanh cũng không quá chậm. Cái thứ hai nữa là thường thường mấy con spam skill nó sẽ rất hao mana, nhưng mà mình đánh con Mighty Thor này thì mình thấy nó cũng ok, tại vì các bạn nào mà đã đánh những con như là Icarus hay là Human Thor, các bạn có thấy là con Mighty Thor này nó cũng không thể nào hao bằng hai con đó được, hai con đó là top của hao rồi. Rồi đó là cái nhận xét của mình khi mà thử về con Mighty Thor này. Và đây là một trận đấu mình đánh trong rank thần vực và đánh solo, để mình muốn test thử coi xem liệu nếu mà đánh trong rank thì nó có ổn hay không, nó có dùng trong rank được hay không, rồi nó có mạnh như những con tướng mà thường hay ra, nó hay rất được gọi là bóp sức mạnh. Thì Mighty Thor mình thấy không cấm đâu, mình nghĩ là sẽ không cấm đâu, và cũng chả có gọi là quá OP để mà hay lộn, cũng chả gọi là quá phế để mà phải bỏ không chơi. Thực ra là đây là một con tướng con đam khá tốt, tại vì theo những con tướng biết là mình từng đánh thì nếu mà nói về độ trâu với lại độ gọi là về khả năng mà gọi là nhây giao tranh đó, thì nó chỉ thua nổi Magneto thôi. Hai con tướng mà bắt sát mà bắt được Mighty Thor để mà sóc chết thì khó đấy, tại vì mình thấy cái khả năng đánh bút giáp của nó này, và mình cảm nhận là những lượng máu cơ bản của nó cũng khá là nhiều, nên thành ra đây là con tướng trụ đường tốt nha. Rồi còn về nội tại của Mighty Thor thì như thế nào, thì cái nội tại của Mighty Thor các bạn vô bạn đọc các bạn thấy nó dài lắm. Thì Mighty Thor nó thực ra thì cái nội tại mà tấm gọn lại như sau. Cái nội tại của Mighty Thor thì mình thấy nè, nếu mà trong quá trình các bạn dùng chiêu một, các bạn văng cái búa chúng lượt đi và lượt về đều chúng đối phương thì các bạn sẽ tích được cái nội tại xét. Cái nội tại xét là các bạn thấy dưới thanh máu của Mighty Thor sẽ thấy có cái ba dấu xét. Thì cứ là mỗi lần mà tích được một cái lần dấu xét này thì Thor sẽ vào một cái trạng thái gọi là God of Thunder. Thì cái trạng thái này nó các bạn có để ý thấy là khi mà búa nó quay về, nó xung quanh cổ Mighty Thor sẽ có một cái vòng xung quanh đó để mà gây sát thương. Nhưng cái vòng đó nó không phải là gây sát thương rộng nha, nó là gây sát thương ví dụ mà áp sát vô Mighty Thor thì sẽ bị dính cái sát thương đó thôi. Đó là một trong cái nội tại xét này tích được 3 lớp, nhưng mà nếu các bạn ulti thì nó sẽ tăng lên thành 5 lớp. Rồi còn cái nội tại thứ hai của Mighty Thor là sau khi mà ném búa trở về á, thì cái xung quanh của Mighty Thor sẽ có một gọi là trong cái vòng đó, nó sẽ cái lúc đó là cái vòng nó sẽ to lên, và xung quanh cái vòng đó đối phương mà đứng trong cái vòng đó thì sẽ dính tia sét đánh từ trên trời xuống. Thì cái tia sét này các bạn không né được nha. Nếu các bạn đấu đụng Mighty Thor các bạn sẽ không thể nào né được, và cái sát thương này là sát thương phép, đồng thời á, là nó sẽ tiêu hao đi cái nội tại sét của các bạn. Và mình cũng nói luôn là cái tia sét này á, thường thường những cái nội tại nó sẽ không cộng trừ đồ, hoặc là nó sẽ sát thương ít, nhưng mà cái tia sét này nó cộng thêm trừ đồ nên thành ra lây á, thì cái tia sét nó giật rất vào đâu nha.
Rồi, đó là cái nội tại thứ hai. Còn cái nội tại thứ ba của Lady Thor đó là khi mà Lady Thor cầm búa có hai có cái nội tại thứ ba nó có hai dạng. Khi mà Lady Thor cầm búa thì Lady Thor đánh hai lần thường đó, thì nó sẽ triệu hồi một lần sét và nó sẽ lại rớt sét tiếp. Và cái nội tại thứ hai á, là khi mà Lady Thor không cầm búa thì lúc đó cái phạm vi đánh thường của Lady Thor sẽ tăng lên. Thì để cho các bạn dễ hình dung thì nó tầm cỡ cái chiêu một của Falcon ấy, nó to cỡ đó. Thì khi mà cái nội tại tăng lên thì đánh thường hai cái thì cũng tích thêm được cái nội tại điệt sét từ trên trời xuống nữa. Đó đó là cái nội tại của Mighty Thor. Còn cái chiêu một của Mighty Thor thì ném búa lên rồi cái đê. Rồi này sau đó một nó sẽ búa sẽ dừng lại một thời gian, là khi dừng lại ở cái điểm cuối của chiêu á là nó gây sát thương xung quanh nha, nên thành ra các bạn nào không để ý thì sẽ bị giật sét mà các bạn không hiểu. Đó là cái khó chịu của Mighty Thor. Và trên cái đường quăng búa nó sẽ giật thêm ba tia sét nữa thì nó cũng gây thêm sát thương. Rồi sau đó nó sẽ quay về đối phương thì ai quay về Mighty Thor và ai trên đường nó cũng sẽ chịu sát thương. Và có một đồng thời là cái lần mà quăng của Mighty Thor sẽ làm giảm 50% tốc duy trì nó khoảng trong 1 giây. Sau cái chiêu này á, có một cái có mình nói luôn, cái chiêu này nó có một cái là các bạn sẽ hơi nói chung mình thấy nó hơi chậm, nó cũng không phải là nhanh. Và các bạn nếu mà các bạn trong một cái trận combat mà nằm ở những cái khoảng rộng như các bạn quăng cái chiêu này nó sẽ khó hơn, nhưng mà cái mắt sau có hẹp thì các bạn quăng cái chiêu này sẽ rất là dễ trúng. Rồi đó là cái chiêu một của Mây Thor. Cái chiêu hai của Mây Thor thì nó sẽ có liên kết một chút với lại chiêu một của Mây Thor, đó là các bạn khi mà các bạn quăng chiêu một thì cái chiêu hai sẽ được giảm khoảng 2,5 giây, giảm thời gian của chiêu hai nếu trúng nha, nếu trúng đúng được thì sẽ giảm được 2,5 giây. Nó không tác dụng lên quái, nó chỉ tác dụng lên đối phương thôi. Và khi mà mày và cái chiêu này nó là các bạn lướt theo hướng chỉ định và sẽ có được bước giáp ảo. Cái giáp ảo này thì sẽ có gây sát thương và duy trì trong khoảng 3 giây. Và khi mà lướt trúng đối phương thì cũng gây ra đâm phép luôn. Rồi đó là cái chiêu hai của Mayor, khá là đơn giản. Còn cái chiêu ulti của Mayor thì thật ra cái chiêu ulti này nó không có một cây một bước một sát thương gì hết, mà nó bổ trợ chiêu một chiêu hai. Thì khi mà cái Mighty Thor bấm ulti thì lúc đó sẽ vào trạng thái thần sét ấy, thì lúc đó là cái chiêu một gần như là không 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 có thời gian hồi luôn. Và lúc đó Mighty Thor sẽ gần như là spam skill một liên tục. Đó là lý do tại sao mình nói con Mighty Thor này là spam skill. Rồi và khi mà spam chiêu trúng thì các bạn sẽ được giảm hồi chiêu hai, nên thành ra có lướt và lướt lại rất là nhiều. Đó đó là cái rồi còn cái ulti này thì nó duy trì 8 giây, và khi mà mở chế độ thần lên đó thì là cái chiêu ulti lên đó thì cái nội tại tia sét ở dưới trong máu của Mighty Thor sẽ có 5 tia. Thì cái đó là tất cả những gì mà về con Mighty Thor này. Còn nói về cái vấn đề mình nói về một chút cái vấn đề tia sét thì thật ra thì trong một trận đấu trong một lúc mà solo thì Mighty Thor sẽ không tích được một lúc 3 sét đâu, chỉ được một sét rồi giật từ từ thôi. Thì đó là cái mà mình muốn nói là tại sao, tại vì con này nó hợp với giao tranh tổng hơn, nó không hợp với lại những cái giao tranh nhỏ lẻ như là 1-1 hay là 2-2. Thực ra thì nó hợp với lại giao tranh tổng, tại vì khi mà bạn búa mà tích được trúng nhiều đối phương đó, thì cái sét nó sẽ có nhiều, mà cái sét nhiều đó, thì nó sẽ giật rất là nhiều sét. Đó đó là cái điểm lợi của giao tranh tổng, và con Mighty Thor này nó sẽ rất hợp với giao tranh tổng và con bắt cầu gấp hẹp. Còn một điểm nữa là con Mighty Thor này là một cái tướng cận độ, nên nếu như các bạn chọn cho mà các bạn đánh hổ báo thì không nên đánh con này. Còn nếu như mà các bạn là đánh những con tướng mà đánh theo kiểu mà thích con bắt duy trì á thì con này sẽ rất hợp với các bạn. Rồi, đó là cái chia sẻ của mình về Mighty Thor. Còn nếu mà nói về cái combo của Mighty Thor thì mình cũng chưa test hết, nhưng mà ở cái vấn đề là Mighty Thor thì trước hết là mình thấy Mighty Thor đều 3 lane là top, rừng, mid. Thậm chí là các bạn sẽ thấy có nhiều trận Mighty Thor sẽ đánh cả SP nữa, nhưng mà mình không khuyên là nên đánh cái lane đó đâu, thì nó chỉ hợp với lại ba đường thôi. Ưu tiên nhất vẫn là mid, sau đó đến rừng, rồi đến top. Top thì cầm cũng được chứ không phải là gọi là bá quá.
con Marithor này cũng đa dạng, lên và đa dạng cách lên đồ. Và cái sát thương của Marithor nó không phải là nó bá ở chỗ là sát thương khỏe nữa, mà là nó bá ở chỗ là cái sát thương phụ của nó rất là nhiều. Mình đọc thì mình thấy sát thương rất là nhiều, và mình vô mình thấy trong một con bắt cổng, các bạn không để ý những cái sét, tia sét giật nè, những cái lần quăng búa, những cái lần mà spam skill nè, thì các bạn spam skill này thì các bạn sẽ thấy là con Marithor này nó cái sát thương phụ rất là nhiều. Và cái các bạn không hiểu được là tại sao là cái sát thương nó lại to như vậy, nhưng mà thực chất không phải đâu, tại vì cái sát thương phụ cộng vô lúc đó cho con bắt cổng nó quá lợi hại đi. Và mình đánh giá là con này là một con nên chơi, và chứ không các bạn cứ đánh đường mid đi. Đồng thời mình sẽ gửi một cái link đồ để đánh con Marithor này để các bạn tham khảo. Và con này vẫn đánh trong range khỏe nha, không có bị cấm hay phế quá gì đâu. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi video lần này, hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye.